chọn cầu thang ha, chọn cầu thang, chọn loại thứ nhất nè, 190 x 200 được chưa. Cầu thang này thường để dùng để vẽ xương cá, cầu thang xương cá ha. Mình sẽ dùng đến nó được chưa, xương cá nè. Rồi bắt đầu mình sẽ vẽ từ dưới đây này nha, vẽ từ dưới đây, vẽ nó lên luôn được chưa. Mình sẽ move nó vào. Đúng không? À, còn cái này, được không? Rồi, nhà còn hàng cái này. Rồi, ở dưới cái này nè, mình sẽ vẽ ha, vẽ cái bọc đó, đó. Cái bọc nó nhô lên đó, ha. Chọn model bay, được không? Đó. Mình sẽ chọn model bay và mình chọn một cái bọc này đó, lên cái hàng. Còn, ha. Đó. Còn ở trước này. Đây, chọn kéo đây. Nó dài ra tí ha. Rồi, à, dài như thế này. Chưa? À, cái này chưa? Chọn cái nó đi, 180 đó. Mình cho nó offset lên khoảng 300 đi. Dạ. 300 mình nhấn trên lên đây. Đó, cái này. Là mình sẽ vẽ thêm cái này, edit thành hai mặt đi. Chọn đây ha. Mình sẽ phát cái lỗ này. Dạ, cái này. Đấy, cái này. Đấy, như thế này. Rồi. Rồi, bây giờ nó ghiêng cái cầu thang nè. Ha, mình chọn cho cầu thang. Được chưa? Chọn cầu thang. Bây giờ mình sẽ tắt nó đi, edit nè. Cái lên thai nè, ha. Cái này là cái quạt ở giữa nè. À, cái nẹp hai bên nè, right là phải và nẹp phải ha, left là trái, nẹp bên trái chưa. Mình chọn đóng đi, chọn nó luôn, bỏ mất bên phải. Rồi mình chọn left ha, nó luôn, mất bên trái. Đó, nó chỉ còn bật thang này được chưa, nó chỉ còn cái bật ở giữa nè. Rồi bật ở giữa đúng không, mình sẽ chọn nó được chưa. Bật ở giữa là truy là mặt mặt dây mặt đứng đúng không, chi là một đứng, tổ chi là một nằm, được chưa? Tắt nó luôn, apply, nó mất còn nằm, được chưa? Tắt tiếp, còn gai nữa, apply, nó mất luôn, mặt đứng luôn, được chưa? Rồi, ok. Rồi, làm thử coi. Nha, làm thử. Thank you.
số của Phú. Bữa nay không đi học à? Okay. Mình đang mở tối thứ bảy chủ nhật này nha. Có gì ấy chạy qua. Khi nào đến chứ bạn. Khi nào đến buổi rồi chạy qua.
người vẫn chưa nắm được cái kiến thức cũ ha. À, còn đây nè, Commando Bay đúng không? Ừ, Commando Bay. Rồi mình chọn cái để thống kê đúng không? Mình chọn tường đi. Rồi, ở đây nó ra 5 khối nè, được chưa? Đây là ô là việc cũ nha. Rồi chọn cái này này. Nêu. Một thân ly. Dạ. Trong thân ly này mình chọn là Magic Barista. Barista là gì? Barista là thanh đứng. Ha. Cái thanh trục đứng của cầu thang á, Barista.
hoặc là chọn bóp cũng được ha, à, tôi bóp cũng được. Ok. Dạ. Rồi. Anh tôi bóp. Nhưng mà mình sẽ không vẽ trong đây. Đây bây giờ mình vẽ trong đây thì nó sẽ chạy. Mình mở cái vẽ cái bậc thang một cái đối tượng phức tạp này nó sẽ chạy. Nên nó sẽ vẽ bằng cái khác. Mình sẽ chọn tiếp một cái. Chưa? Còn đều. Thơm đi. Rồi. Rồi mình chọn model chung. Ha. Edit à, edit model chung. Cái này hay xài nha, cái này rất là hay xài. Để là phải lưu ý đó. Rồi, ở trong đây ha. Mình sẽ chọn cho nó là chút. Mình sẽ vẽ chút này. Rồi, cái bảng này mình sẽ chọn cho nó 1 mét. Dạ. Cái bảng anh em mình sẽ chọn cho nó là 250. Dạ. Cái nấm gỗ á. Nấm gỗ để lót trên cái cầu thang này nha. Còn phía đẹp. Đó, được chưa? Còn qua đây này. Đây là ha. Kéo nó xuống. Ở cái bảng này mình chọn cho nó khoảng 100 đi. Nấm gỗ nó dài 100. Dạ. Đó. Chọn 100 thế này. Đây. Được chưa? Rồi mình sẽ vẽ cho nó một cái đế ở dưới. Nó chút này. Ha. Chọn xét. Chọn bit online. Chọn bit này. Được chưa? Rồi mình sẽ chọn cho nó. Đấy. Kéo này. Mu nó. Đó, mu này này. Rồi mình vẽ cho nó một cái móc. Bây giờ. Đó này đi. Đây rồi. Dạ. Cái bóng này nó sẽ dính ha. Nó sẽ dính vô trong cái cầu thang. Dạ, đây rồi nè. Rồi bấm cái nhịp. Này hả? Này hả? Lên xuống nè, lúc lên xuống nè. Buộc á, nè, không xuống. Dạ, di chuyển qua lại. Đó. Đó, ha. Đó, này sẽ có cái cuốn sắt như thế này. Thấy chưa? Bấm cái nhịp. Cái này thì biết vẽ mà đúng không? Giống như vẽ cái bậc thang đấy thôi, nha. Đó, hay gì vẽ hai khối trước đi trên dưới thế này. Đấy, thanh sắt nó sẽ nằm như thế này, à, nó hàng ở đây luôn. Mà dưới đây nó có cái bảng ngoại dưới nữa. À, mình vẽ từng chân đâu, ha. Bạn cứ vẽ bảng ngoại hay vẽ ốc, nóc, nhíp gì đó, thì cứ vô đó làm. Rồi, được chưa? Mình sẽ được một cái khối như thế này. Đấy, đây là tấm gỗ nè, đây là cái bảng ngoại dưới này, bảng sắt á. Rồi, mình sẽ lót nó vào. Lót vào ba nút tên bóp, ha, và cái thanh đứng á. Chọn nó. Đấy, mình để vào đây. Được chưa? Còn số mu nó xuống. Chọn mu này. Còn vào đây, được chưa? Để nó có thanh như thế này. Mình sẽ lock nó vào. Rồi file, red 1, được chưa? Đấy, lock nó vào dùng red 1. Thì ở đây, vào đây. Mình sẽ chọn cái này. Mình sẽ edit nó. Và mình đặt tên cho nó cái khác. À, cầu thang mặt bậc. Dạ, ok. Trong cái ba lút tơ này nè, một là mình chọn phía trên đây, hai là chọn dưới đây. Nó đây nó đang chọn dưới nè. Rồi mình chọn cho nó dưới. Ở đây mình ghi số 1 ha. Trên mỗi mặt bậc á, mỗi mặt bậc nó có được có một số như thế này. Mình chọn khâu liên 1, được chưa? Ở đây mình chọn là trung tâm. Dạ. Ok. Cái này chọn non ha. Non hết. Non hết.
2. Đấy. Thấy chưa? Đó, nãy giờ mình chưa đụng vô cầu thang ha. Nhưng mà mình đụng vô lên thì nó sẽ có như thế này. Dạ. Các bạn có những cái cầu á. Như cái cầu mà nó thuộc về cái cầu ánh sao chẳng hạn, nó có hai cái bàn tay xung quanh cái cầu á. Để vuốt lên cái này thì cái đó cũng tạo từ những cái này. Đấy. Tạo từ những cái này để nó con cái railing nó không có nằm thẳng cái này mà nó nằm ngang nè, để nó chắn những người đang rơi xuống thì nó sẽ nằm dọc cái này. Thì mình có thể tạo từ những cái này. Được chưa? Ở trên này ha, trên này mình có thể tạo cho tấm kính, thanh trên đây nè, tạo cho tấm kính, tạo cho viên nhẹ tấm kính, ví dụ chọn new ha, không ly, dạ, mình chọn cái profile là viên dạng nha, profile là viên dạng, đây là profile. Đây, đây cái profile ha. Ok. Đấy. Trong cái profile này mình sẽ tạo cho nó cái biên dạng tấm kính. Được chưa? Hay vậy, mình sẽ tạo cho nó biên dạng tấm kính. Đây là cách dễ nhất để làm. Còn các bạn bây giờ mà học vô tấm kính thì nó khó. Bởi sao mình chỉ dạy là lan tấm kính. Còn thang lan tấm kính, một chuyên đề cũng khá khó. Thì hôm nay thì mình chỉ dạy là cách vẽ kính theo nhanh. Nhanh nhất, quan trọng là nhanh thôi. Còn vẽ đúng thì đôi khi cái tấm kính nó không có dài như thế này mà nó cắt một đoạn 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 nha. Rồi lúc đó nó lắp cái ba lút cơ nó kẹp cái kính lại đó, thì cái đó là khác nữa đó. Ở đây thì chỉ cho các cách vẽ nhanh nhất đó, nhanh nhất thì ở cái dưới đó thì nó sẽ có một cái biên dạng kính như thế này, tấm kính này đó, đó là tấm kính thì biên dạng như thế này rồi chọn cao, ví dụ cho nên mình sẽ cao cho nó khoảng 900 và mình dày khoảng 10 ly đi ha. Rồi, dạ. Mình sẽ lót vào. Rồi. Và cái tấm kính này, mình sẽ lót tấm kính vào đây. Cái rail lên nè, thấy không? Đó, mình sẽ insert cho thêm một cái rail lên mới.